Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Trên tem thì đây là bút chì. Để làm được sản phẩm này, chúng ta cần chuẩn giấy thủ công, bút dạng kéo cắt và cọ dán. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Các bạn ơi, mình hôm nay sẽ tiếp tục đi cắt dán. Và đây là mẫu có sẵn của mình. Bây giờ mình sẽ đi tìm bút dạng để mình tô lại nét cho đẹp các bạn nha. Chiều vẽ thì nộp bài luôn em nhé. Nộp bài luôn. Ghi sản phẩm nộp bài luôn. Trong sản phẩm đang vang lên thì cầm cái điện thoại nó lên. Cầm sản phẩm của thằng giới thằng Việt Anh thì cầm cả điện thoại nó lên nữa. Giờ mình sẽ đi cắt sản phẩm của mình ra rồi. Trên mình vậy nào, em ghi vào cho nó. Giờ đây ta đã hạnh phúc, có được khi lòng anh thấy xót xa, đã bật khóc như mưa và sẽ chưa từng quên, chưa quan tâm. Thank you.
mình sẽ đi vấn chi tiết để bấm nhọn nha các bạn nha. Đây là sản phẩm của mình các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp thế cho mình xin đừng like để đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.